Chào mừng quý phụ huynh và các con học sinh đến với trang lời giải 2 com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài bài 64 luyện tập thuộc trang 79 80 vừa bài tập vào lớp 5 tập 1. Đến với bài số 1 cô có đề bài đặt tính rồi tính. 53,7 chia 3, 7,05 chia 5, 6,48 chia 18. Vậy để làm được bài này, chúng ta phải dựa vào kiến thức chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. Sau đó chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải của thương đã tìm được, trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. Sau đó chúng ta tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia. Vậy đây là kiến thức của chia một số thập phân cho một số tự nhiên chúng ta đã được học ở bài trước. Vậy đến người bài số 1 cô có đề bài. 53,7 chia 3 Đầu tiên cô có 5 chia 3 được 1 viết 1 1 x 3 bằng 3, 5 x 3 còn 2 Viết 2 hạ 3 23 chia 3 bằng 7 7 x 3 bằng 21

cô có 7 chia 5 bằng 1 viết 1 1 x 5 bằng 5 7 x 5 còn 2 viết 2 đến dấu phẩy cô đặt dấu phẩy sau đó hạ không xuống 20 chia 5 bằng 4 viết 4 4 x 5 bằng 20 20 x 20 bằng 0 viết 0 hạ 5 5 chia 5 bằng 1 viết 1 1 x 5 bằng 5

sau đó cô Đây. đặt dấu phẩy. Sau đó cô lấy 64 chia 18. Cô được kết quả bằng 3. 3 x 18 bằng 54. 64 x 54 bằng 10. Cô viết 10. Sau đó hạ 8 xuống. Cô có 108 chia 18. Cô nhầm được bằng 6 lần. 6 x 18 bằng 108 108 trừ -108, 108 bằng 0 Viết 0 Vậy vừa rồi cô đã dẫn các con làm xong bài số 1 Chúng ta cùng đến với bài số 2 Đến với bài số 2 cô có đề bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm Cô đã có hai phép chia ở câu A và câu B Vậy nhiệm vụ chúng ta phải quan sát các phép chia này Sau đó sẽ xác định thương và số dư của từng phép chia Vậy để làm được bài này, chúng ta phải gióng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư và phép chia. Sau đó chúng ta có thể thử lại bằng cách áp dụng công thức, số bị chia chính là bằng thương nhân với số chia cộng với số dư để kiểm tra xem phép chia này có đúng hay không. Vậy ở câu A, cô quan sát ở đây, cô thấy 6,18 là số bị chia. 38 là số chia. 0,16 là thương và 10 là số dư. Vậy ở đây cô có thương là 0,16. Số dư chúng ta thấy ở đây là 10. Nhưng mà giống hàng ở đây, cô thấy số dư 10 này đang ở vị trí của phần thập phân. Vậy đây chính là bằng 0,10 hay là 0,1. Vậy cô có số dư là 0,1. Tiếp theo ở câu B, cô có số bị chia là 355,12, số chia là 24. Quan sát ở đây ta thấy thương là 14,79. Ta quan sát được số dư ở đây là 16. Cô gióng hàng lên đây, cô thấy số dư cũng đang ở phần thập phân. Và khi cô gióng hàng thì cô thấy số dư ở đây chính là bằng 0,16. Vậy để kiểm tra xem chúng ta làm có đúng hay không, chúng ta có thể áp dụng công thức để thử lại với công thức cô đã hướng dẫn ở trên. Số bị chia chính là bằng thương nhân với số chia cộng với số dư. Vậy vừa rồi qua đường dẫn các con làm xong bài số 2, chúng ta cùng đến với bài số 3. Đến với bài số 3 cô có đề bài tính A 40,8 chia 12 trừ 2,03 B 6,72 chia 7 cộng 2,15. Vậy để làm được bài này chúng ta phải dựa vào kiến thức. Biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia thì chúng ta thực hiện phép nhân chia trước, thực hiện phép cộng trừ sau. Vậy quan sát ở câu A, ta thấy biểu thức ở câu A có phép chia và phép trừ. Chúng ta phải thực hiện phép chia trước, phép trừ sau. Cô có 40,8 chia 12. Cô có 40 chia 12 cô nhầm được bằng 3 lần. 3 x 12 bằng 36, 40 trừ 36 còn 4. Viết 4, hạ dấu phẩy. Sau đó đồng thời cô hạ 8. 48 chia 12 bằng 4. 4 x 12 bằng 48, 48 trừ 48 bằng 0. Vậy cô được kết quả bằng 3,4. trừ cho 2,03 chính là bằng. Vậy ta giống hàng ở đây, ở hàng phần trăm, ở số 3,04 chưa có thì cô thêm một chữ số 0 để thực hiện phép trừ. 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1, 4 trừ 1 còn 3, viết 3. Sau đó cô đặt dấu phẩy, 3 trừ 2 còn 1, viết 1. Tiếp theo cô có câu B, 6,72 chia 7 cộng 2,15. Vậy ở đây chúng ta cũng thực hiện phép chia trước sau đó mới thực hiện phép cộng. Cô có 6,72 chia 7. 6 chia 7 bằng 0

2,15. Ta có 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 9 cộng 1 bằng 10, 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Cô đặt dấu phẩy. 0 cộng 2 bằng 2 thêm 1 bằng 3 viết 3. Cô được kết quả bằng 3,11. Vậy vừa rồi cô đơn dẫn các con làm xong bài số 3. Chúng ta cùng đến với bài số 4. Ở bài số 4 cô có đề bài. Cả hai hộp có 13,6 kg chè. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2 kg chè thì số kg chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu kg chè? Vậy để làm được bài này, chúng ta phải dựa vào kiến thức. Cô có phương pháp giải như sau. Đầu tiên chúng ta phải tính cân nặng mỗi hộp sau khi chuyển chính là bằng tổng cân nặng của hai hộp chia cho 2. Sau đó chúng ta sẽ tính cân nặng ban đầu của hộp thứ nhất sẽ bằng cân nặng lúc sau của mỗi hộp cộng với 1,2 kg. Sau đó chúng ta sẽ tính cân nặng ban đầu của hộp thứ hai sẽ bằng tổng cân nặng của hai hộp trừ đi cân nặng ban đầu của hộp thứ nhất. Vậy cô có lời giải như sau. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2 kg thì mỗi hộp nặng số kg là cô sẽ lấy 13,6 chia cho 2. Chúng ta nhầm được như sau, 13 chia 2 bằng 6. 6 x 2 bằng 12, 13 chữ 12 còn 1, viết 1. Hạ 6 đồng thời đặt 6, 16 chia 2 bằng 8, viết 8, cô được 6,8 kg. Sau đó chúng ta sẽ tính được lúc đầu hộp thứ nhất có số kg trẻ là cô lấy 6,8 cộng với 1,2 và cô có kết quả bằng 8 kg. Lúc này chúng ta tính được lúc đầu hộp thứ hai có số kg chè là Cô lấy 13,6 trừ cho 8. Cô được kết quả bằng 5,6 kg. Từ đây cô có đáp số. Hộp thứ nhất. 8 kg. Hộp thứ hai 5,6 kg Vậy vừa rồi cô đứng dẫn các con làm xong các bài 1, 2, 3, 4 của bài 64 luyện tập thuộc trang 79-80 phần bài tập 8 lớp 5 tập 1 Để xem thêm lời giải và các bài tập khác các con hãy truy cập vào trang lời giải 2.com nhé chúc các con học tốt